xin chào tất cả mọi người. Thì vì sao chúng ta nên sử dụng dầu gội thiên nhiên ngay từ bây giờ? Như mọi người cũng đã biết thì dầu gội hóa chất là một trong những phát minh quan trọng nhất của ngành công nghiệp mỹ phẩm hiện đại. Nó không chỉ mang tính tiện dụng mà dầu gội hóa chất còn có tác dụng nhanh chóng, nó giải quyết nhanh chóng các cái vấn đề về tóc, từ giảm rụng tóc, trị gầu cho đến việc giúp tóc dày hơn, suôn mượt hơn. Tuy nhiên, các cái thành phần có trong dầu gội hóa chất thì nó lại tiềm tàng một cái mối nguy hại đến sức khỏe của con người nếu như mà sử dụng lâu dài. Ngược lại với dầu gội hóa chất thì dầu gội thiên nhiên với những cái thành phần thân thiện hơn với người sử dụng, an toàn hơn cho chúng ta nếu mà chúng ta sử dụng về lâu dài. Thì trước khi chưa có cuộc đổ bộ của dầu gội hóa chất thì dầu gội thiên nhiên luôn là sự lựa chọn của con người từ hàng ngàn năm nay, với các cái thành phần thảo mộc thảo dược có trong dầu gội thiên nhiên thì thường rất là lành tính và an toàn với mọi người, và đặc biệt là phù hợp với mọi loại tóc. Dầu gội hóa chất thì được luôn luôn được đề cao về cái tính tiện dụng, nhưng một cái số thành phần có trong dầu gội hóa chất thì lại vô cùng nguy hiểm đối với người sử dụng. Trái ngược lại với những cái nguy hiểm tiềm tàng có trong dầu gội hóa chất thì dầu gội thiên nhiên được đánh giá là rất an toàn và thân thiện với môi trường. Các cái loại thảo mộc như là bồ kết, vỏ bưởi, hương nhu, xả, mình trầu, bạc hà thì vân vân thường có mùi thơm rất là nhẹ nhàng, êm dịu. Nó không chỉ giúp chăm sóc tóc tuyệt vời mà còn giúp chị em thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Nếu như mà các bạn yêu quý cái mái tóc của mình cũng như là quan tâm đến cái vấn đề về sức khỏe thì hãy inbox cho mình để mình tư vấn thêm cho các bạn về cái dòng sản phẩm dầu gội thiên nhiên mà bên mình đang phân phối. Chào các bạn.